đi em mua 20 hũ, em mua 20 hũ đi xong anh hát cho em 3 bản. Đấy. Một tay ngay. Ok không? Em đặt 20 hũ đi anh hát hẳn 3 bài luôn. Thúy Vi mua chưa? Thúy Vi em mua ủng hộ. Đúng rồi, mua thì mới hát được. Một lọ ruốc này đi. Tại vì anh em cũng phải tập trung thôi, tập trung bán thôi, ta còn nhiều sản phẩm lắm. Giờ đúng đến rồi. Tối không biết có kịp không. Đúng rồi, nhà chú ở Yên Dũng Bắc Giang đúng rồi. Hiện tại là mới lên được 22 sản phẩm. Mắm xá sùng là một này, cái hai là tôm sú biển này. Đúng rồi, lúc nãy là ai nói mì chính chúng ta cá sùng ấy. Đấy là nó ngọt từ đấy ra chứ không phải là mì chính. Mở nắp ra nói mì chính à? Đâu, ai nói mì chính? Hả? Ai nói mì chính đâu? Đúng rồi, nó ngọt là nó con ngọt cá. Ngọt ở trong là cái gì? Thịt con tôm. Chứ không có mì chính ở trong đâu nha, không có mì chính gì đâu. Mua. Không có bột ngọt luôn đấy, bột ngọt với mì chính đấy. Bột ngọt với mì chính là một nhỉ? Ừ, đúng rồi, nó một mà. Bầu ăn được thoải mái mọi người nhá, bầu ăn được thoải mái. Cái này quả tụt với người bầu lớn mà. Cứ ăn được mà. Nói chung là ai cũng ăn được. Không có bột ngọt luôn. Cái này là hoàn toàn là từ thiên nhiên. Nói là chất liệu là organic. Lành. Sắp tới thì sẽ chia ra anh em like. Chia ra anh em like. Tại vì cũng đúng đông như này thì anh em cũng cầm quá. Đại ra là không chẳng hết màn hình. Sau thứ hai người ngồi nói chuyện với nhau thì nó hay hơn. Đúng rồi, chứ đông người như này nó biết được chuyện gì để nói. Mình sẽ nói sẽ tư vấn cụ thể hơn. Đừng đóng vào không biết ai nói chuyện với ai đấy. Phải hai người một ngồi vào lái mọi người. Thế qua má đi, qua má đi, qua má đi. Lên lên ấy anh ơi. Giờ còn 3 cái nữa. Đôi nhỉ. Đấy còn 3 cái này. Đây. Cả hôi cho em. Ờ đây đây ruột hàu đi cho anh nhân ruột hàu đi. Anh nhân ăn hàu đi. Cổ hàu đi. Cho anh nhân ăn hàu đi. Đấy. Đấy. Đây những ai mà thích ăn hàu thì mà không thích ăn kiểu là nó tươi sống ấy. Thì ăn trực tiếp qua kiểu là ruốc ấy, ruốc hàu. Đấy, hồi sức. Tăng sức đề kháng, tráng xương bổ thần, hỗ trợ. Một người khỏe, hai người vui. Nhiều người vui. Đi. Làm tí cơm hay là ấy đi. Đây, nó có cái hộp này, nắp này. Để bảo quản cho mọi người tốt hơn nha. Mà khi mở ra rồi thì nên bỏ tủ lạnh thôi. Ăn từng này hàu này, từng này là 4-5 con hàu rồi đấy này. Tối để nó cho hết đấy này. Đấy, mùi thơm. Tấm đây. Đó. Cầm nhân ăn không cầm nhân luôn. Đây mọi người nhá. Nè. Đó, người yêu thì ở trên Lunda rồi, không biết sống có kịp không. Đúng là điện ăn là hợp nhất. Vì người yêu cái Nuna. Đấy, anh em mình người yêu ở Việt Nam. Đúng không anh? Đây nhá. Rồi, cho Điệp thử đi. Đây các bạn nhá. Cái này là rốt hàu sứa biển. Rốt hàu sứa biển đặc sản là của Quảng Ninh mọi người nhá. Hạn sử dụng là vẫn 3 tháng. Khi mà mọi người bảo quản đêm thì bảo quản nơi khô ráo nha, thoáng mát và tránh cái ánh nắng mặt trời đi. Khi để bên ngoài thì chỉ có trong vòng 7 đến 10 ngày thôi. Mà khi bảo vào ngăn mát ấy thì nó sẽ bảo quản được trong vòng 3 tháng. Và giá hiện tại là 250k, nay chỉ còn 180k thôi. Và một hũ như này là 300g nhìn như này thôi nhưng mà nó chứa rất là nhiều hàu lắm. Nhiều lắm. Ăn đi em. Ngon lắm. Thằng này tính ra là được bao nhiêu con hàu nhỉ? 180k thôi. Nhiều đấy. Mấy chục cân hàu. Ngon phải cao vỏ. Mấy chục cân. Em ăn thêm thiền nữa đi, mạnh dạn ăn đi. Ăn đi em. Đi. Nhường cho các anh đi. Mạnh dạn ăn đi, người yêu ở gần mà. Cũng sao vậy? Tăng sức đề kháng và ăn kiểu cơ rồi nhẹ. Đấy. Ôi nhầm. Tăng sức khỏe. Tăng ấy sao lại tăng sức đề kháng mà ấy được nhỉ? Hỗ trợ sức đề kháng cho mọi người. Hỗ trợ sức đề kháng. Không phải là ấy đâu nhá, không hỗ trợ. Nhầm. Rốt hàu Quảng Ninh. Anh nhân rốt hàu, một người khỏe, hai người vui.
và từ 2 phút sẽ lên đến 25 đến 30 phút đấy mọi người. Đúng rồi. Thì thế thì để mình làm việc. Làm để dự trữ để Tết con về mọi người. Ship 33 cả. Sao đắt thế nhỉ? Vừa ăn vào cái trong người thấy nó nóng rực cả đấy mà. Điều này thế nào? Điều này nóng rực chứ. Cảm thấy tính nhân khỏe lên. Cái đây, nhiều. Đây mạnh dạn ăn. Mà hàu này là hàu được tuyển chọn đấy chứ không phải là hàu vớ vẩn đâu, không phải là thấy con nào bắt đâu. Hàu được tuyển chọn để xử lý đấy, sạch sẽ đấy, phải đủ chất lượng, phải đủ chất lượng. Xuống biển là vớ con nào là bóc con đấy. Đúng rồi. Thế ví dụ con nào mà nó bị hỏng thì sao? Thì thôi đúng không? Hàu này là toàn hàu tuyển chọn đấy các bạn nha. Ta con to béo rồi mập rồi. Mập. Anh em phải bắt về để làm thành ruộng này. Ruộng như bàn tay. Cái gì à? Mất một ít ship thôi mọi người ạ. Đánh ra là mọi người thông cảm một tí nhá. Đang nhờ TikTok khắc phục lại cái lối ship cho mọi người đấy. Những ai vừa đi ship thì mua được đi nhá. Những ai vừa đi mua được đi. Chị lấy mỗi loại 10 vũ nhá. Chị Lê Nguyễn đi. Chị đi. Ô em cảm ơn chị Lê Nguyễn nha. Lê Nguyễn. Có gì đặt không có giỏ hàng thì mọi người chỉ nhắn tin vào Zalo em nhá. Hàu tươi của nó là 60% nha mọi người. Hàu tươi của nó là 60%. Còn thịt lợn này, đường này, muối này, nước mắm và nước mắm Vân Đồn. Nước mắm là nguyên luôn, nguyên chất luôn. Vân Đồn Quảng Ninh ấy, nguyên chất nha. Thôi anh em nói đi, em nói anh em nói anh nhân nói quá. Anh nhân này tôi cho thằng tí anh nhân này đi anh ơi, nhìn vào đây nó này còn thông tin đây này. Em nói em đang hỏng quá cầm mic kìa, cầm mic nói đi, nói đi ai nói gì đi nói đi. Linh thì mình đang nói hay nói đi em. Không, em đang ăn, em vừa ăn miếng cơm cùng với cả cái ruốc hàu sữa biển này. Xong rồi mình ăn xong mình ngồi mình ngẫm nghĩ, mình đang cảm nhận cái vị của nó các bạn. Nói chung là mỗi loại thì nó có cái vị khác nhau, nhưng mà mọi người biết hàu rồi, hàu thì là xong lại hàu sữa nữa cơ. Nó có cái mùi thơm thơm, xong lại nó béo béo. Cảm tưởng như mình đang ngồi bãi biển ăn ấy. Đúng rồi. Bây giờ giống như là kiểu mình ăn con hàu mà ở biển ấy. Ngồi vào biển đừng mở hang ấy. Mình ngồi đây mình đang tưởng tượng là mình đang ngồi vào biển. Đấy mình ăn. Thì cái ra cái này còn là. Đừng nói cái đứa. Nó chỉ là bề ngang. À ơi bề. Bề ngang bề dọc. Gì? Yeah. Nói đi, cứ nói đại đi, có gì cứ nói đấy đi. Hello Đào Thúy nha, em chưa 18 em vẫn ăn con này bình thường được mà. Em vẫn mua ruốc về ăn được mà. Ví dụ như là mình đi làm buổi sáng thì mình mang cơm hộp đi, xong rồi mình mang một ít này đi thôi, đừng mang cả hũ đi ăn nhớ đâu, bon mồm quá lại hết, mai lại phải mua. Anh đi cày thì anh phải mang cả hũ. Ví dụ như là anh vào trang trại là sáng nay anh cũng có mang một hũ đi rồi. Ưu tiên nhất là anh nào đi cày nha các bạn. Nên đi cày thì đưa cả hũ đi, bỏ trong xe. Đói là ăn được đấy. Đúng không anh ơi? Đúng rồi. Đây nó phù hợp với anh em mình luôn, bởi là anh em mình thường thường một đứa là không ăn mà. Nay còn ngày nay quả tiền luôn. Bây giờ bạn nào đặt cái này rồi còn bị mất ship nữa không bạn? Cái gì này? Từ này em đừng nhịn ăn trưa, cái này mà ăn mang cơm từ nhà đi, xong rồi em mang luôn từ nhà đi rồi, đừng ăn trưa. Cảm ơn Đào Thúy.